gắn với truyền thuyết về nguồn cội nòi giống tiên rồng của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, giữa muôn vàn khó khăn, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta và Bác Hồ lúc sinh thời luôn quan tâm tới công tác văn hóa, giáo dục. Chính vì vậy, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Người khẳng định, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Văn hóa là động lực phát triển xã hội dưới ánh sáng của tiến hóa, tiến bộ và nhân văn. Sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân. Lời kêu gọi của Bác Hồ về phong trào diệt giặc rốt làm thức dậy lòng tự trọng của mỗi người dân và lòng tự tôn của toàn dân tộc. Nghe theo lời dạy của Bác, những người cô giáo vùng núi của tỉnh Hòa Bình đã không ngại khó, ngại khổ, dành cả nhiệt huyết thanh xuân để đưa cái chữ về với bản làng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như cánh chim mùa xuân bay xa khắp bốn phương trời, như một dòng suối mát theo sông suối về biển khơi. Em trở về đây bên ngôi trường yêu dấu, cánh hoa nở nụ cười nhìn theo bước em qua. Xanh sẽ lớn lên người,
đất người ta khi xưa đời đặt lên trong bóng tối. Tổ quốc sáng trong hôm nay tươi nắng hồng mở trang sách mới. Đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người. Lòng kiên trung và trí thức đi xây đắp ngày mai. Mầm non trong từng lớp lớp đời bao la nhiệt tình. Vì tương lai của đất nước ta đi trong người. Đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người. Lòng kiên trung và trí thức đi xây đắp ngày mai. Mầm non trong từng lớp lớp.